chị Hằng lên trên mạng nói chuyện thẳng thắn đụng chạm, chị Hằng bị bắt tạm giam, đó là vấn đề của chị. Nhưng những vấn đề chị cống hiến cho xã hội là một điều chúng ta không thể nào phủ nhận được. Tôi hỏi khán giả ngày hôm qua đó, vào năm 2003 đó, xây một cái trường học lại ở tỉnh Kiên Giang, lại ở tỉnh Kiên Giang, cho đó tôi cũng phải có một lý do nữa để mà tôi bảo vệ chị Hằng, mà tôi thương mến chị Hằng nhiều hơn nữa. Năm 2003, 2 tỷ rưỡi bao nhiêu tiền? 2 tỷ rưỡi là 2 tỷ rưỡi chứ 2 tỷ rưỡi là sao nhiêu tiền được, đúng không? Cái câu hỏi này bớt va bớt vẩn, nhưng để mà làm một cái bài toán thì chúng ta sẽ nhân cái sự việc là vàng 700 ngàn một chỉ, vàng 700 ngàn một chỉ, bây giờ vàng thì 7, tôi cho 6 triệu, bà tính 7 triệu luôn đi, 7 triệu luôn đi, nó thì thành ra là bao nhiêu? Gấp 10 lần, bằng một cái số tiền bây giờ là 25 tỷ, đó nói gì giá trị đó thôi. Còn nếu như cái người mà biết làm ăn mà trong tay của họ có 2 tỷ rưỡi thì bây giờ tài sản nó lên 100 tỷ là chuyện bình thường. Họ chỉ cần mua vài miếng đất, tôi ở lên miếng đất lúc đó có 300-400 triệu mà thôi các bạn. Bây giờ mỗi miếng đất là 20-30 tỷ thì các bạn tính cái số tiền nó gấp lên bao nhiêu lần. Tại sao tiền đó bên Đại Nam không biết hưởng thụ? Đại Nam cho để cho người ta xây trường để làm gì? Tại sao mình là người có ăn học, những việc làm tốt của Đại Nam như vậy mà mãi thời điểm 2003 nghe các bạn, chứ không phải là giống như quỹ ăn ngủ năm 2014 nha. Như vậy là bên phía Đại Nam đã làm từ thiện hơn 20 năm rồi. Người ta đã từng phát biểu một câu, nếu ai đó nếu ai đó mà chứng ngỏ được họ để 1 triệu đồng vào quỹ ăn hữu, đi đến Đại Nam lấy 10 tỷ, đâu có cần phải chà đạp danh dự Đại Nam để làm gì, đúng chưa? À, tôi là Full Game Mobile, tôi đã gửi vào cái tài khoản của quỹ ăn hữu 1 triệu, bây giờ anh Dũng cho em xin 10 tỷ, đúng chưa? Tôi lên tôi mở một họp báo, nếu như bên đó không trả cũng không sao, nhưng mà tôi nổi tiếng, đúng không? Đã có người phá được cái lời quyền của ông của anh Dũng, của anh Danh Dũng Lò Voi, là Full Game Mobile nó gửi 1 triệu đồng vào đó, bây giờ phải cho nó lấy 10 tỷ thôi, đúng chưa? À, người ta là một người doanh nhân, không lẽ người ta nói dốc nói xạo, đúng chưa? Nếu mà giống như người ta không giữ lời hứa chúng ta thì chúng ta vẫn nổi tiếng và được lòng mầm thương. Bởi vì tôi nói cái trường hợp của ông Phong Lùng, tại sao nó không lên cầu cứu cộng đồng mạng mà nó một mình nó đi đấu với bên phía Mọc TV và cha nuôi của nó, cái người mà nó là mạo nhận đó, để làm gì? Nó tính dùng một giặc Omo để tẩy trắng về những cái thị phi vì nó tốt lành gì. Tại sao không ai điện cho tôi đòi tôi mà 500 triệu các bạn? Tại vì tôi làm gì có cầm thứ tiền lớn như vậy, 30-40 triệu là quá trời các bạn đó. Thì thành ra tôi nói các bạn á, không ai rảnh mà đi kiếm chuyện với nó. Phải vì kiếm chuyện với tôi á thì tôi còn thôi. Các bạn biết là biết bao nhiêu YouTuber đòi đánh tôi, đi xuống Gạch Giá Kiên Giang đánh tôi, nhưng mà cuối cùng tôi tha thứ cho họ hết. Tôi vẫn có biết họ là ai mà tôi vẫn rút đơn vào kiện họ, tôi có đầy đủ bằng chứng hết là tôi không làm. Các bạn nghĩ giống như thằng Phong Lùng á, nó có tha cho người ta nếu người ta làm điều đó với nó không? Nó không lợi, nó cào banh nhà ta rồi không, hoặc là nó thôi cái này cái kia cái nọ mới sợ. Chúng ta chuyển qua cái phần 2 của video clip này. Video clip này các bạn nhớ bấm like, subscribe ủng hộ mình các bạn nhé. Cái trường hợp này là từ 4 cái bài báo. Thứ nhất là bài báo Tuổi Trẻ ra vào ngày 17 tháng 5 năm 2023 với tiêu đề là chưa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng vào ngày 1 tháng 6. Tức là trước đó chúng ta đã biết cái sự việc báo chí công bố ngày 1 tháng 6 sẽ diễn ra dự án của chị Hằng và dự trù là diễn ra 5 ngày tới ngày 5 tháng 6 năm 2023 kết thúc. Nhưng sau đó báo đã đưa tin là không thể nào xét xử được. Lý do là cái gì? Là cái ngày xét xử đó trùng lịch vào những ngày xét xử khác. Chưa hết, sau cái ngày hôm đó thì báo chí lại tiếp tục đưa lên nữa là trả hồ sơ yêu cầu làm rõ cái sự việc. Thứ nhất là có vai trò đồng phạm của ông Dũng không? Vấn đề thứ hai nữa là những tài liệu chứng cứ bằng chứng phải gửi cho bên bị hại, phải gửi cho bên phía bên viện kiểm sát minh chứng về trường hợp họ bị thất thu 74 tỷ đồng. Tới giờ này thì chưa có báo chí nào lên cả.
Cái vấn đề thứ ba nữa là làm lại lại cái vai trò làm nhục vu khống người khác của chị Hằng và bốn đồng phạm theo điều 155, điều 156 Bộ luật hình sự. Thì tới ngày hôm nay là ngày 28 tháng 6 rồi. Như vậy là còn khoảng 2-3 ngày nữa là hết tháng. Thì thời gian trả hồ sơ từ tòa án về cho viện kiểm sát cung cấp để tạm giam bà Hằng thêm 1 tháng. Thời gian tạm giam nó sắp hết. Chỉ còn có vài ngày nữa thôi các bạn. Nếu như tính từ cái ngày 5 tháng 6 thì tới ngày 5 tháng 7 là hết 1 tháng. Như vậy là cái động thái tiếp theo, cái sự việc tiếp theo làm gì? Có tạm giam thêm 15 ngày nữa không? Là ra tới ngày 19 tháng 7 năm 2023. Và nếu như tới ngày đó thì tới ngày 19 thì tới ngày 17 tháng 7 năm 2023 thì người ta sẽ công bố cái tình trạng nữa. Tại vì nếu như cái ngày đó diễn ra cái sự việc thì không thể nào công bố ngay cái ngày đó được, mà phải công bố trước mấy ngày. Tôi nghe nói theo pháp luật thì công bố từ 3 đến 5 ngày trước đó. Đó thì ngày hôm nay nếu như không có nói về vấn đề về chị Hằng nữa thì tôi nghĩ rằng chị Hằng sẽ tiếp tục bị tạm giam thêm 15 ngày để cho viện kiểm sát làm việc với những người bị hại. Và sau khi làm việc xong thì họ có nhận định như thế nào? Một số người thì bảo rằng vẫn giữ yên cáo trạng, tức là chị Hằng sẽ chỉ bị khởi tố vào tội 331 thôi. Còn cái tội vu khống là không có đủ thời gian để điều tra. Thứ nhất, thứ hai nữa là trong cái thời gian này nếu như bên bị hại không có cung cấp được chứng cứ chứng từ nộp thuế báo cáo tài chính thì cái sự việc đền bù thiệt hại sẽ tách ra thành một cái vụ án khác. Vụ án khác ví dụ như 74 tỷ đó thì trở ra cái thành cái vụ án giống như mà Phong Lùng với cha của nó đó, cha nuôi của nó đó, cha nuôi mà nó bảo rằng là mạo nhận đó, là cái vụ án đòi tiền nhau. Vấn đề thứ ba nữa là vấn đề mà nếu như không chứng tỏ được ông anh Dũng chồng chị Hằng đó là cái vai trò đồng phạm thì làm sao thì chúng tôi cũng không biết. Nhưng cái bài báo của báo Dân Việt ra vào ngày 23 tháng 6 năm 2023 vào lúc 3 giờ chiều thì bảo rằng trong vụ án bà Nguyễn Phương Hằng với tư cách người bị hại, vợ chồng Thủy Tiên, Lê Công Vinh, Đàm Vĩnh Hưng đã yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường thiệt hại với tổng số tiền hơn 73,9 tỷ đồng. Thì tới thời điểm này nếu như bên đó không có chứng tỏ được thì cái tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân thì cái trường hợp chị Hằng có bị dính vào đây không? Tức là quyền và lợi ích của Công Vinh, của Thủy Tiên, của Đàm Vĩnh Hưng, của Hoài Linh, của Đức Hiển, của Vi Oanh, của cô Giàu, của Hàng Ni và của ai nữa các bạn, của Đinh Lan. 10 cái người bị hại này phải chứng tỏ rằng quyền và lợi ích của họ bị xâm hại. Nếu họ không chứng minh được quyền và lợi ích của họ bị xâm hại mà quy ra bằng tiền đó, tiền thì tự nhiên cái tôi không nói gì ai chơi lên trên mạng chửi tôi, làm cho tôi bị hủy hợp đồng, số tiền hợp đồng ra 74 tỷ. Do đó bà chị Hằng lợi dụng cái quyền đó để mà lên trên mạng vu khống người khác thì hai cái tội này có giống nhau không? Tôi thấy hai cái tội này quá giống nhau các bạn. Do đó là những cái bài báo đã úp mở nói rằng là cái sự việc trước đó là một cái người luật gia cũng đã nói rồi, một cái người luật gia cũng đã cho chúng ta biết rằng là cái tội của chị Hằng là vu khống làm nhục người khác rất là rõ ràng, không có mơ hồ hơn cái tội là quyền tự do của họ bị xâm hại. Quyền và lợi ích chứ các bạn, xin lỗi các bạn, quyền và lợi ích của họ bị xâm hại. Sau đó thì ra một cái bài báo khác, bài báo pháp luật, cái buổi tiếp xúc cử tri của vị kiến thức cử tri của ông Lê Minh Trí, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao, thì cũng đã nhắc lại cái vấn đề một lần nữa. Dù như vụ án nổi lên bức xúc cho xã hội, bị can Nguyễn Phương Hằng lên mạng nói người khác bức xúc cũng nói lại rồi bị mời lên,
Mình phải biết cái gì nên tham gia và nên không tham gia. Không phải bức xúc làm rồi mới biết mình sai. Cái câu nói này tôi suy nghĩ rất là lâu. Mình phải biết cái gì nên không tham gia. Tức là bà Hằng lên trên mạng chửi người này người kia, tại sao mình lên mình tham gia để làm gì? Rồi mình chửi lại người ta, rồi mình bị mời lên. Đó, không phải bức xúc làm mà biết mình sai, đúng không? Cứ im lặng thôi, giống như tôi là có bị mời lên không? Không, tôi đâu có tham gia vào cái drama này làm gì. Cái sự việc chị Hằng nói ai? Nói về ai? Nói về ông Võ Nằm Yên. Và chị Hằng có khiêu khích ai? Khiêu khích anh Linh 14. Chị Hằng hỏi anh Linh 14 là ông này ông biết điều trị bệnh hay là không? Anh nín thinh. À, anh nín thinh. Tại vì ảnh là cái người bà mà chị Hằng cho rằng là rất là thân, thân với ông Võ Nằm Yên. Đó, do đó là chị Hằng mới hỏi rằng đó là điều trị bệnh được hay là không. Anh này nín thinh. Nín thinh thì từ từ tao lôi ra cho mày coi nè, lôi ra cho mày coi nè. À, đó là từ cái chỗ đó mà chị Hằng đã vượt ra một bước dài. Toàn bộ những người ca sĩ nào mà có liên quan đến anh Linh này là chị làm hết. Đó, chị làm hết. Rồi ví dụ như chị lên chị mạng chị chửi như vậy đó là chị sai. Giống như cái chú Chí anh chị, bác Chí chứ. Ai kêu ông đi, làm lớn quá kêu ông đi chứ bác anh gì vô đây. Đó, giống như ông Lê Minh Trí, viện trưởng viện kiểm soát nhân dân tối cao á, phát biểu rất hay. Đúng không? À, phát biểu rất hay là phải biết cái gì nên tham gia mà không nên tham gia. Chị Hằng chửi các bạn, chị Hằng sai, chị Hằng ở tù. Các bạn chửi ngược lại chị Hằng thì các bạn cũng sai luôn. Đó là lý do tại sao Hằng Ni bị bắt tạm giam. Và những cái người còn lại, cái người nào có chửi chị Hằng thì tôi nghĩ sắp tới là sẽ không có đơn giản đâu. Đã ông Lê Minh Trí viện trưởng viện sát nhân dân tối cao đã nói như vậy rồi thì tôi nghĩ là không có đơn giản đâu. Và ngày hôm qua lại thêm một cái tin vui cho chị Hằng, mà người ta bảo rằng á, nhiều cái người chống chị Hằng bảo rằng á, là cái tin này là cái tin mà chị Hằng thêm cái tội nữa. Tôi đồng ý chị Hằng thêm trăm tội nó cũng không có liên quan gì tới cuộc đời tôi cả. Tuy nhiên cái vấn đề mà kết tội người ta ở đây là do tòa án, cơ quan chức năng, không phải là các YouTuber như các bạn. Bà hiểu rõ chưa? Và chúng tôi có quyền, chúng tôi vì chúng tôi thương mến chị Hằng, chúng tôi có quyền đặt ra những cái giả thuyết. Tôi biết rằng những cái giả thuyết này nó vô căn cứ, đúng chưa? Anh căn cứ vào đâu mà nói chị Hằng chuyển tội? Thì từ những cái phát ngôn như thế này thì tôi nghi ngờ rằng cái sự việc mà chị Hằng chuyển tội danh là cái chuyện bình thường. Tại vì nếu như quyền và lợi ích không bị xâm hại theo điều 331 thì cái tội vu khống quá rõ ràng. Chính cái bài báo Công an Nhân dân ngày hôm qua cũng đã báo rằng cái người luật sư, cái ông luật sư ở Hà Nội, người luật sư ở Hà Nội là luật sư Trương Anh Tấn, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Trường Sơn, cho rằng có thể Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm không hề nhận thức được việc làm của mình vào tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm đến của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự. Tức là cái người luật sư này nói như thế nào? Người ta không nhận thức được là họ nói như vậy là quyền lợi của những người khác bị xâm hại. Mà cái anh này ảnh phân tích rằng là chị Hằng lên trên mạng chỉ muốn nói là để bôi nhọ, chửi những người kia thôi. Tại vì những người kia đã binh vực ông Võ Nằm Yên quất chấp. Đúng chưa? À, thì tôi nói các bạn là người ta nhận định là cái tội đó quá rõ ràng. Mà có ngộ có một cái, tôi vẫn tôn trọng cơ quan điều tra nha, tôi không nói gì cả. Tại vì trong khuôn khổ rồi là YouTuber, tôi không có cái gì trong tay cả, tôi không được bởi gì. Nhưng có ngộ có một cái, tại sao cái bản cáo trạng đưa lên trên cho tòa án trước khi diễn ra phiên tòa của chị Hằng thì lại không có cái tội vu khống làm nhục người khác, do đó mới có vụ trả hồ sơ. Nhiều người bảo rằng nếu như trả hồ sơ như vậy thì có viết lại cái bản cáo trạng hay là không? Có chứ. Cái việc viết cáo trạng hay không là do cơ quan chức năng chứ đâu phải do YouTuber. Chúng tôi cũng hoàn toàn tin tưởng rằng có một điều kỳ diệu nào đó xảy ra. Rõ ràng là ai cũng nhận định rằng cái sự việc mà chị Hằng lên trên mạng chửi người ta như vậy là chỉ là cái tội vu khống thôi. Bản thân cái chị Hằng cũng nghĩ là tôi vu khống hay là tôi làm cho nó đã cái nư tôi thôi, ví dụ là như vậy. Tại vì họ không chịu đứng lên mà để làm nhân chứng cho tôi cái sự việc mà ông Võ Nằm Yên, ok chưa? Nhưng mà ai có ngờ là trong đó có những người ca sĩ mà người ta bị hủy hợp đồng thì chúng ta đã biết rồi. Như vậy là không thể nào có thành cái tội vu khống được, mà nó sẽ qua cái sự việc là cái gì, là lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích
Bây giờ bên phía bị hại phải chứng minh lợi ích. Còn nếu chứng minh không được lợi ích thì chỉ làm rõ cái vai trò vu khống người khác mà thôi. Anh không có bị thiệt hại gì hết trơn mà tự nhiên sao anh kiện tôi tội 331, đúng không? Và vấn đề mắc cười ở đây ra là những cái người kiện chị Hằng như vậy có bị chị Hằng kiện ngược lại không? Tôi nghĩ rằng có, nhưng nó sẽ trong cái vụ án của Hàn Ni. Tại vì trong vụ án của Hàn Ni, chị Hằng là người bị hại. Chuẩn bị tinh thần. Tôi đã cho các bạn nghe cái phát ngôn của Hoàng Kim Dung rồi. Các bạn muốn nghe lại không? Nghe lại cái nữa đi. Chúng ta cho khán giả thấm thía cho biết không phải tự nhiên một cái người giống như chị Hằng làm từ thiện rất nhiều và lên trên mạng thích chửi hay là chửi. Nó có dây, có mớ, có rễ, có cội hết trơn chứ không phải là thích chửi hay là chửi. Và tôi nghĩ rằng chị Hằng có mật thám rồi đó. Mật thám nằm trong cái nhóm này nhưng mà không làm gì đó được. Đến khi chị Hằng bị bắt luôn cũng trời cũng chưa có cái chưa có làm gì chúng nó được cả. Nhưng trong cái vụ, tôi nghĩ rằng trong vụ án Hằng Ni sắp tới thì nó sẽ ra công chuyện giống như cái lời phát biểu của vị thẩm phán của cái một cái vị viện trưởng viện kiểm sát tối cao. Không, không phải bức xúc làm rồi mới biết mình sai. À, tôi cho các bạn nghe, bữa nào cũng phải nghe hết trơn á, nghe để các bạn biết không phải tự nhiên mà chị Hằng bị người ta làm như vậy đâu. Nghe tiếp đi. Hoàng Kim Dung, Quỳnh Như, Hoàng Dì Hằng Ni, Lê Minh, Lâm Dâu cấu kết với nhau. Mẹ chàng không cấu kết với nhau thì để cho chúng mày đập mỗi đứa một nhát thì chết à? Đây đều nước nhất. Nhưng mình cấu kết sao? Thì nó đúng luật. Thì nó chơi với nhau. Vì người ta thấy bạn sai. Và người ta phải lên án. Và người ta phải công kết, công cực, cung cấp thông tin cho nhau. Cái vấn đề mà vậy, ông Lê Minh Trí, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao nói á, tôi nghi trường hợp mà ám chỉ này các bạn có nghĩ là VO không các bạn? Cái người bị mời mà lên đó có phải là VO không? VO hay là Đinh Lan các bạn? Nếu bên phía bên luật sư của chị Hằng mà mạnh có thể là hủy án được đó. Hủy án được. Với điều kiện là cái chi tiết lạ lùng nhất hồi nãy tôi phân tích. Đó là quyền và lợi ích của người bị hại không chứng minh được. 10 cái người bị hại đó họ không chứng minh được quyền và lợi ích của họ bị xâm hại. Mà họ chỉ bị mất danh dự trên không gian mạng thôi. Đừng có nói điều kỳ diệu đó xảy ra nha các bạn. Xảy ra một cái là tạm đình chỉ vụ án ngay. Tạm đình chỉ vụ án, trả hồ sơ điều tra lại thôi ngay các bạn. Và nếu con không còn cái lý do nào để mà tạm giam chị Hằng nữa thì chị Hằng sẽ được phép cho tại ngoại để điều trị bệnh. Làm như vậy thì Phương Niêu bay sang chai 1 tháng thôi chứ sao giờ hổm tôi nói đó các bạn rồi đó. Như vậy là sự việc của chị Hằng đã được các bác lãnh đạo quan tâm rất là nhiều nha các bạn. Ở đó mà các bạn cứ nói xấu chị Hằng hoài, đừng có giống như cái phát biểu của ông Lê Minh Chí, viện trưởng viện kiểm sát tối cao nha các bạn. Làm rồi mới biết mình sai. Tốt nhất là đừng có tham gia, đúng chưa? Tốt nhất là đừng có tham gia, ngồi chơi xơi nước đi. Trường hợp 10 người bị hại, tôi thấy có một mình anh Linh 14 là anh không có một tiếng nói nào với chị Hằng thôi. Còn những người khác, tôi nói người nào cũng giống nhau. Cái trường hợp của chị Hằng Ni là cái trường hợp đáng trách nhất. Là người bị hại, tôi yêu cầu giám định tâm thần. Bà Hằng, Nguyễn Phương Hằng. Các bạn thấy sốc sượt thế đó thì còn cái gì nói nữa các bạn. Đó thì tôi nói các bạn, cái vấn đề mà chuyển tội là cái chuyện nhỏ. Chuyển từ cái tội 331 chuyển sang cái tội 115 là cái chuyện nhỏ. Nhưng mà nếu như phía bên luật sư của chị Hằng mà cứng, không thể chuyển được.
Tại vì đã có kết luận điều tra, đã có cái kết luận điều tra là tội chị Hằng là tội 331, mà theo cái khoản 2 của điều 331 nữa, mà bây giờ bên phía bị hại không chứng tỏ là quyền và lợi ích của họ bị xâm hại, mà phía bên biết bên phần biết các tòa án cái gì thẩm phán là luật sư cũng bảo rằng là cái tội chị Hằng chỉ là tội vu khống làm nhục người khác, thì nó trở thành cái vấn đề là cái gì, à, cái gì trong quá trình điều tra bị cái gì đó, cái tố tụng bị sai lầm thế nào đó là phải phải tạm đình chỉ vụ án. Trời ơi, nếu mà tạm đình chỉ vụ án chắc ngon. Lúc đó mà bên phía bên Hằng Ni chắc Nghi khóc thét. Những YouTuber mà tới cái ngày tự nhiên tới ngày 1 tháng 7 năm 2023 cái bên viện kiểm sát bảo rằng đó là có cái vấn đề sai lầm trong quá trình điều tra, tại vì bên phía bị hại không có chứng tỏ được quyền và lợi ích của mình bị xâm hại mà chỉ là cái tội vu khống làm nhục người khác thôi. À, như vậy là trả hồ sơ điều tra, đã hủy hồ sơ điều tra lại, hay là chưa đủ căn cứ để khởi tố thế nào đó thì rồi. Nhưng mà chúng ta chỉ biết mơ thôi. Chúng ta không có một căn cứ nào để mà chúng ta nói rằng những cái vấn đề mà trả hồ sơ, hủy hồ sơ hay là bổ sung lợi mà cái vấn đề đó là do cơ quan chức năng người ta thực hiện, là do viện kiểm sát thực hiện. Chúng ta chỉ biết mơ ước như vậy thôi. Tôi nói các bạn rồi, chúng ta lên mạng chúng ta có quyền tự do ngôn luận, tuy nhiên chúng ta phải nói theo khuôn khổ pháp luật. Tôi là YouTuber chứ tôi đâu phải là tòa án, hay là tôi là thẩm phán, hay là tôi viện kiểm sát thế nào đâu mà tôi thích cải tội ai là mà cải tội. Ok, trời ơi, nếu mà ra cái vấn đề đó được cái tất nghi dắt đất nước chọn niềm vui anh. Tại vì hiện tại bây giờ anh thấy rõ ràng là bên phía bị hại vẫn chưa hình dung, chưa có hình dung ra là mình bị hại như thế nào mà đi rút đơn vào kiện người ta cái vấn đề mà quyền và lợi ích của mình bị xâm hại. Bây giờ bên phía tòa án yêu cầu làm rõ vấn đề mà chị bị xâm hại như thế nào thì bên phía cái người bị hại là không chứng minh được. Còn riêng đối với cái trường hợp chị Hằng Ni là bên phía Đại Nam đã chuẩn bị hết trơn rồi, người ta tung ra bản sao kê quỹ hàng hữu là người ta bị thiệt hại, là cho các bạn biết là người ta bị thiệt hại cái nào rồi. Mà vụ án của chị Hằng Ni là một vụ án trong việc điều tra bí mật. Các bạn thấy có thông tin nào mà nói gì chị Hằng Ni lúc bị tạm giam tới bây giờ chưa? Chính vì điều đó mà một nhóm người bây giờ nó sợ mất liên kết với nhau, do đó nó phải bảo vệ với nhau bất chấp. Em Giang làm tôi buồn quá. Vấn đề em không có, chưa có biết là cái sự việc mà tự nhiên có một người cư sĩ lên mạng mà chê trách Phan Phong rồi đòi tiền Phan Phong như thế nào. Em này có tiếp xúc với người cư sĩ đó chưa? Và biết được trong người cư sĩ này có cái gì mà lên trên mạng bảo rằng người ta giả sư rồi người ta lập mưu lập kế để người ta hại Phan Phong, thì tôi nghĩ rằng là em này sao á? Bây giờ sợ bẻ gãy liên kết rồi khai tùm lum tùm la thế nào. Mà tôi nghĩ rằng đã có anh tôi đi Phạm quay xe và chị Diệp đã quay xe rồi. Bây giờ chỉ cần mời một số người hoặc là triệu tập một số người như nhà Hoàng Kim Dung lên để làm rõ một số vấn đề thì tôi nói các bạn là khi khóc thét mà thôi. Trường hợp Hoàng Kim Dung mà mời lên cái lời nói này của chị đúng không? Chị nói cho chị được ai cung cấp thông tin? Đó, người ta lấy cái lời khai đó, sau đó ta sẽ mời từng YouTuber lên để làm rõ. Tôi thấy chị Hoàng Kim Dung này phát biểu trên mạng xã hội rằng có quen biết anh và anh cung cấp thông tin cho Hoàng Kim Dung đó, đúng chưa? Như vậy á, là tôi nghi ngờ anh là vai trò đồng phạm. Xỉu lên xỉu xuống chứ làm gì bây giờ, giống như bác Minh Trí nó bắt nói đó, làm cho đã rồi mới biết mình sai. Không phải bức xúc, làm rồi mới biết mình sai. Là trường hợp này nói ai? Nói em VO đó. Mời lên cái khóc quá chị khóc, đúng không? Khóc lóc rồi nhờ bên Bộ Công an, nhờ bên phía bên Viện Kiểm sát tối cao hay thế nào đó, rồi nhờ bên phía bên Đại sứ quán Mỹ rước mình về để mà mình trốn, mình tránh thế nào đó. Là con nói các bạn rồi, như vậy là những vấn đề này đã tới tay của viện trưởng viện kiểm sát tối cao rồi.
À, chị Nguyễn đó thì cũng hay. Tóm lại ai yêu mến Nguyễn Phương Hằng thì cứ lót dép ngồi hóng, mong sao cho may mắn sẽ mỉm cười đến với Nguyễn Phương Hằng. Còn tội đến đâu thì pháp luật xử đến đó. Đúng rồi, chúng ta chỉ mơ ước như vậy thôi. Tại vì những lời nói của chúng ta chỉ là những cái giả thiết, chứ không phải là những cái chứng cứ. Mà trên cái diện phiên tòa thì người ta trọng chứng hơn trọng cung. Ai có chứng là trọng à. Chứng là bằng chứng đó nha, chứ không phải chứng kia nha. Đó, thì tôi nói các bạn á, chưa chắc ai đã đúng, ai đã sai trong câu chuyện này. Bởi vì là để đó mà cái vụ án của chị Hằng kéo rất là dài, dài lắm. Và trong khi chờ đợi vụ án diễn ra thì một số YouTuber đã bị lụm, rất là đáng tiếc. Trường hợp của những cái người bảo vệ mạnh nhất của chị Hằng, giống như ông Điền Võ, ông bị lụm, cũng một điều hết sức đáng tiếc. Ổng mà giờ còn ở ngoài giống như thằng Phong Cùi hay là em Giang á, có dám lên nói chị Hằng nữa mới sợ, kéo lại tới nhà luôn. Tại vì sao? Ba mặt một lời, chứ không phải là người ta hành hung với tính chất côn đồ. Còn một số người vì cái khán giả của họ, chứ không phải vì khán giả của chị Hằng, mà họ có những cái lời nói hay là có những hành động. Tôi cũng mong muốn rằng anh em hãy giữ hết sức là bình tĩnh, chị Hằng cũng sắp sửa ra tòa rồi. À, do đó hãy sự để giữ gìn sức khỏe, để cần ra tòa còn gặp mặt nhau, hoặc là tìm những bằng chứng và chứng cứ giúp chị Hằng là điều ra tốt hơn. Tốt hơn là chúng ta đi đến nhà đối thủ để mà chúng ta hạ địch thủ. Cái vấn đề đó là tôi nói các bạn á, là vi phạm pháp luật. Và nếu điều đó diễn ra thì điều đó là đáng tiếc. Nên chúng ta đừng vì một lý do nào đó mà bảo rằng là mình đúng, người ta sai. Vì lý do nào đó mà để bảo rằng là tôi vì chị Hằng tôi mới ở tù thế nào đó, thì điều đó hết sức là đáng tiếc các bạn. Hết sức là đáng tiếc. Chúng ta phải giữ gìn sức khỏe, chúng ta tìm nhiều bằng chứng nhân chứng, không không hoặc là ít nhất phải nói chuyện như tôi, để cho người ta hiểu rõ rằng một Phương Hằng rất cứng rắn, rất cứng cỏi, dám làm dám chơi dám chịu, đụng là chạm, nhích thích thì nhích, đúng không? Dám nói dám chơi dám chịu dám làm. Nhưng những vấn đề làm trong quá khứ, chẳng hạn những dây xây trường học cho trường ở U Minh Thượng, ở U Minh Thượng tỉnh Kiên Giang đầu năm 2003 là một trường hợp không thể nào chối cãi được. Lại chúng tôi lại phải mang ơn chị Hằng thêm một lần nữa rồi các bạn, mang ơn một lần nữa rất nhiều lắm các bạn. Tôi nói các bạn giống như trợ lý của chị Hằng nói, cái vấn đề báo rơi lên 467,7 tỷ đồng đó chỉ là một tảng băng bề nổi thôi, bề chìm của nó còn dữ dội lắm mà người ta không biết. Hà Lê đã từng đi làm 13 năm cho bên bên Đại Nam, và 13 năm đó năm nào cũng đi làm từ thiện. Là các bạn biết cái sự từ thiện đó không thể là tính bằng tiền được, mà đó là tính về tâm từ. Tôi nói các bạn những cái điều mà công đức vô lượng cho cái vấn đề chúng ta sống trong cái xã hội này là cái gì, tượng là những cái điều gì, xây trường học, xây bệnh viện, làm cầu đường, làm cầu, làm đường, và vấn đề gì nữa? À, đào giếng cho người khác uống nước. Bốn cái công đức vô lượng này bên Đại Nam đã có hết, chị Hằng đã có hết, anh Dũng đã có hết. Thì tôi nghĩ rằng bề cao sẽ soi xét cho các anh chị này phải vượt qua cái kiếp nạn này thôi các bạn. Tôi tự nhiên rớt mạng người ta. Rồi ai 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 chơi tắt wifi của mình, trời chó sủa ở ngoài nữa, đừng nói câu đừng 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 có nói là các anh công an mạng tràn qua đây bắt mình là té ngửa luôn các bạn. Không, ở trên em bật 3G mọi người ơi. Còn ở trên cái máy, cái laptop em đang đọc cái tin nhắn của mọi người nè, là đã bị mất mạng rồi. Chó sủa quá à. Đừng có nói ông ăn trộm nào, ông cắt cái mạng camera của cái mạng camera của mình để trong đồ nha. Thôi thì Full Game Mobile xin kết thúc cái buổi live stream tại đây. Những vấn đề mà mình đã bàn luận với mọi người về cái sự việc mà có thể là tạm giam thêm 15 ngày, hay là
quỷ án hay là chuyển tội đều theo theo cái những cái giả thiết ở trên không gian mạng và do những cái bài báo lớn nói thôi. Tôi không có tự động tôi nói được như vậy. Vấn đề quỷ án là một vấn đề mà tôi nghĩ rằng là cũng rất có thể xảy ra. Tại vì rõ ràng là các cái người luật sư cũng giống như những người thẩm phán, cựu thẩm phán ở Cần Thơ bảo rằng là cái sự việc mà chị Hằng chỉ gần cái tội 331 111 5 năm hơn là cái tội 331. Và hiện tại bây giờ lên phía bị hại vẫn chưa chứng minh được quyền và lợi ích của họ bị xâm hại. Cái vấn đề này rất quan trọng trong những cái phần điều tra sắp tới các bạn. Các bạn nhớ bấm like, subscribe hộ cho mình các bạn nhé. Chỉ còn có vài ngày nữa thôi thì sẽ kết thúc một tháng tạm giam. Thì theo tôi dự đoán sẽ có 15 ngày tạm giam tiếp tục. Và theo dự đoán của tôi thì phiên tòa của chị Hằng sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 7 năm 2023 và kết thúc ngày 24 tháng 7 năm 2023. Và tới ngày 24 tháng 7 năm 2023 chị Hằng sẽ được phóng thích, cho phóng thích tại tòa hay là cho tại ngoại tại tòa để tiếp tục điều tra thế nào đó. Chúng ta vẫn có những ước mơ và chúng ta mơ ước như vậy. Tại vì tại sao tôi phải dự đoán như vậy? Tôi căn cứ vào đâu? Tôi căn cứ vào thời gian tạm giam của một người là 16 tháng là tối đa nếu mà chưa kết ra phiên tòa. Còn nếu như cái việc mà phiên tòa không diễn ra đúng như dự đoán của tôi thì tới ngày 24 tháng 7 năm 2023 thì bên phía tòa án cũng phải ra một những cái quyết định có nên tiếp tục điều tra nữa hay là không, hay là đưa ra tòa hay là như thế nào đó. Thì tôi nói các bạn thời gian đó thì sớm thôi, chỉ còn khoảng tháng nữa thôi các bạn. Rất cảm ơn các bạn trong thời gian qua, đặc biệt trong một tuần qua đã ủng hộ kênh YouTube rất là nhiều. Tôi cũng mong muốn rằng tôi sẽ đem lại một tiếng nói cứ công tâm về trong câu chuyện này. Chị Hằng có những điểm sai, có những điểm đúng, nhưng tất nhiên là thời điểm này không có nói điểm sai chị Hằng nữa. Chị Hằng đã sửa sai bằng cách là bị tạm giam hơn 15 tháng rồi, sai cái gì nữa mà sai. Còn những việc làm đúng của chị Hằng, tôi nói các bạn không có tiền bạc nào mua cho nổi cái những cái vấn đề mà chị Hằng đã làm cho cái xã hội này đâu các bạn. Và đó là những cái điểm sáng rất tốt trong phiên tòa sắp tới mà chị Hằng sẽ được giảm nhẹ hình phạt. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tổng trà tất cả mọi cả nhà. Chúc cả nhà có một tối vui vẻ ấm áp. Chúc cả nhà ngủ ngon, bye bye.